Nhạc sĩ Lam Phương là một trong những tên tuổi nổi bật nhất của làng nhạc Sài Gòn trước năm 1975. Từ phòng trà sang trọng cho đến những xóm nghèo nhập cư, từ sân khấu kịch nghệ đến chiến trường khốc liệt, đều vang lên những ca khúc về tình yêu, quê hương và người lính của nhạc sĩ Lam Phương. Những ca khúc của ông đa dạng và có sức sống mạnh mẽ, dễ đi vào lòng người, dễ dàng lan tỏa đến mọi giới nghe nhạc. Nhạc sĩ Lam Phương đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 6 giờ 7 phút tối ngày 22 tháng 12 năm 2020 tại thành phố Fountain Valley, miền Nam California. Nhạc sĩ Lam Phương, tên thật là Lâm Đình Phùng, sinh ngày 20 tháng 3 năm 1937 tại tỉnh Rạch Giá, nay là thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. Ông chọn bút danh Lam Phương là từ cái tên thật Lâm Đình Phùng của mình, nhưng cũng mang ý nghĩa là phương trời màu xanh, mong muốn hướng đi tới những điều tốt đẹp. Tuy là hậu duệ của một gia tộc nổi tiếng, nhưng đến thời của nhạc sĩ Lam Phương thì cuộc sống rất khổ cực. Ông là con đầu lòng trong gia đình có 6 người con, vốn chỉ được gánh vác bởi một mình người mẹ tảo tần vì người cha đi biệt không về trong nhiều năm. Hình ảnh người mẹ hiền thuở ấu thơ đã đi vào nhạc của Lam Phương sau này trong các ca khúc nổi tiếng như Đèn Khuya hay Kiếp Nghèo. Năm 1958, khi được 21 tuổi, nhạc sĩ Lam Phương vào quân ngũ. Và những ca khúc nói về tâm trạng người lính của nhạc sĩ Lam Phương có thể kể đến là Chiều Hành Quân, Bức Tâm Thư, Tình Anh Lính Chiến. Là một nhạc sĩ thành công bậc nhất của Sài Gòn thời đó, tài sản trong nhà băng của nhạc sĩ Lam Phương rất lớn. Tuy nhiên, đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông và gia đình phải di tản trên con tàu Trường Xuân với hai bàn tay trắng. Khi ở trên bon tàu, ông đã sáng tác ca khúc Con Tàu Định Mệnh để viết về chuyến tàu nổi tiếng này sang đến Hoa Kỳ. Nhạc sĩ Lam Phương và kịch sĩ Thúy Hồng đã định cư tại Virginia, nhưng ông lại chuyển về Texas, rồi về California. Tuy nhiên, số mệnh buồn và tan vỡ lại đến với nhạc sĩ Lam Phương khi mà cuộc hôn nhân với người vợ đầu tan vỡ vào năm 1979. Một lần nữa, ông lại trắng tay rời Hoa Kỳ để sang Paris, Pháp Quốc vào năm 1980, theo lời của ông nói là để tị nạn ái tình. Tại Paris, thời gian đầu, nhạc sĩ Lam Phương đã làm những công việc chân tay như quét dọn, khuân vác v.v. Sau đó về làm quản lý cho nhà hàng Như Ánh của người em gái Úc. Nhà hàng có một sân khấu nhỏ để nhạc sĩ Lam Phương chơi đàn hàng đêm để được gặp gỡ bạn bè và thân hữu. Và một trong những người ông đã gặp gỡ tại đây và trở thành một trong những người tình nổi tiếng của ông đó là cô Cẩm Hường. Đến với cô Cẩm Hường, nhạc sĩ Lam Phương đã sáng tác một loạt những ca khúc vui tươi, yêu đời. Các khúc nào cũng đều được ăn khách, như bài Bé Yêu, Thiên Đàng Ái Ân. Nổi tiếng nhất là bài Tango Cho Em, viết dành tặng cho Cẩm Hường. Từ ngày có em về, nhà mình toàn ánh trăng thề. Jimmy xin kính chào tất cả quý vị của đài Jimmy TV. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại chùa Huệ Quang. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 3 tháng Giêng năm 2021. Hôm nay là buổi tang lễ của nhạc sĩ Lam Phương được cử hành tại nơi đây. Nhạc sĩ Lam Phương đã qua đời vào ngày 22 tháng 12 năm 2020, để lại niềm thương tiếc khôn nguôi trong lòng khán thính giả và anh chị em nghệ sĩ khắp nơi trên thế giới. Nhạc sĩ Lam Phương đã có quá nhiều tác phẩm hay, để lại cho đời quá nhiều những bài hát mà hầu như ca sĩ nào cũng đã hát nhạc của nhạc sĩ Lam Phương. Hôm nay, trong buổi tang lễ, Jimmy xin mời quý vị cùng lắng nghe đôi lời tâm tình của một số anh chị em nghệ sĩ nhắc về nhạc sĩ Lam Phương. Kính thưa quý vị, đứng cạnh Jimmy đó là nữ ca sĩ Phương Hồng Quế, cũng là một trong những tiếng hát gắn liền với dòng nhạc của nhạc sĩ Lam Phương. Thưa cô Quế, hôm nay con xin nhờ cô nói một vài lời để nhắc nhớ về nhạc sĩ Lam Phương. Dạ vâng. Cảm ơn Jimmy rất là nhiều. Hôm nay thì đứng trước quan tài của anh Lam Phương, Quế rất là bùi ngùi và xúc động. Biết rằng vô thượng đến thì cũng có ngày hôm nay, nhưng Quế rất là hối tiếc vì đã không gặp được anh lần cuối. Cách đây vài tháng thì Quế có đến thăm anh, kể chuyện ngày xưa ở biệt đoàn, ở tiểu đoàn 50 chiến tranh chính trị văn nghệ hoa tình thương.
thì anh cười tươi lắm, mắt anh sáng rực lên và hầu như là anh sống lại những kỷ niệm đó, cho nên mặt anh rất là rạng rỡ. Yeah. Ra về mấy lần anh cũng không cho về, anh cứ níu lại để kể chuyện xưa. Yeah. Rồi ngày trước ngày Giáng sinh thì Phương Quế có gọi cho cô Bảy là em anh Long Phương. Yeah. Hỏi có thể đến thăm anh Long Phương. Yeah. Có chút quà Giáng sinh tặng anh cho vui. Yeah. Thì cô Bảy mới nói là anh Long Phương nằm viện rồi. Yeah. Thì Phương Quế viết sẵn một cái thiệp quà để mang đến tặng anh. Thì cũng như mọi lần anh hay ra vào nhà thương thì Quế nghĩ rằng kỳ này anh cũng sẽ về, thì Quế để sẵn cái thiệp chúc Tết đó, cái thiệp chúc Noel đó, để đợi anh có trở về nhà thì sẽ đến và trao tận tay anh, thăm anh. Nhưng mà không ngờ rằng đây là cái lần cuối cùng, cái ước mơ gặp được anh trong cái mùa lễ Giáng sinh này nó không còn nữa. Anh đã vĩnh viễn ra đi. Đó là cái điều mà Phương Quế rất là hối tiếc, là tại sao mình không thăm anh trước đó nữa đi. Nên đây là sự ra đi của anh. Rất là nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, ai ai cũng thương mến anh vì anh là một người tánh tình rất hiền hòa. Cái hình ảnh một chàng trai 50 năm về trước Phương Quế gặp, một chàng trai trẻ, mái tóc bồng bềnh, rất là nghệ sĩ, nụ cười tươi trên môi rất là thoải mái, bây giờ vẫn còn in trong đầu Phương Quế. Và bây giờ thì anh nằm đây rồi. Thì Quế cũng không biết nói gì hơn là gửi lời cầu nguyện đến anh, nguyện cầu cho anh Lam Phương được sớm vãng sanh cực lạc quốc ở dưới chân Đức Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cảm ơn cô Quế. Kính thưa quý vị, đứng cạnh Jimmy đó là nam ca sĩ Huỳnh Phi Tiễn. Thưa anh là một trong những ca sĩ đã hát rất là nhiều những bài hát của nhạc sĩ Lam Phương, thì anh có cảm nghĩ như thế nào? Trước tiên Phi Tiễn xin gửi lời chia buồn đến gia đình của bác Lam Phương và tất cả những người mà yêu quý ông khắp thế giới. Đây là một ngày thật là buồn cho tất cả chúng ta, mà đặc biệt những người rất là tuyệt vời như nhạc sĩ Lam Phương. Thì đối với chúng ta, tất cả chúng ta đều có một cái sự mất mát rất là to lớn. Phi Tiễn thì không có duyên được hát nhiều lắm đâu như là Jimmy nói, nhưng mà trong những ngày gần đây Phi Tiễn đã có những dự án và muốn hát nhạc của bác. Yeah. Và đến để cùng chào hỏi với bác. Yeah. Nhưng mà tại vì bệnh dịch cho nên là Phi Tiễn và nữ ca sĩ Aini cũng chưa có đến để mà kịp nói gì hết. Cho nên là rất là thương tiếc, và khi mà nghe được tin này thì Phi Tiễn rất là buồn và rất là đau trong trong trái tim. Là ông là một người, đối với mọi người ai gặp ông cũng đều thấy được cái tình thương của ông dành cho mọi người, chứ không chỉ riêng là mình gặp ông thì ông mới thương, ông thân tất cả mọi người. Trong các sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương thì anh yêu nhất bài nào? Chắc là Phi Tiễn thích nhất là bài Thành Phố Buồn. Và lần đầu tiên mà Phi Tiễn đến để xin phép nhạc sĩ Lam Phương hát bài hát này, thì bây giờ Phi Tiễn, từ đó giờ Phi Tiễn không có dám chia sẻ, là tại vì nó cũng là một cái lời khen rất là nhã nhặn. Nhưng mà ngày hôm nay thì Phi Tiễn cảm thấy là ok, I think it is ok, tôi chia sẻ. Phi Tiễn cho nhạc sĩ Lam Phương coi cái MV của mình, và nhạc sĩ Lam Phương nói rằng con là một trong những ca sĩ hát bài hát này hay nhất. Nhưng mà không biết ông có phải là nói đùa với mình để cho mình vui hay không, nhưng mà thật sự đây là một niềm vui rất là to lớn, và bài hát tràn đầy ý nghĩa. Và Phi Tiễn nghĩ rằng bây giờ từ một nơi rất là xa xôi, nhạc sĩ Lam Phương đang nhìn chúng ta và mỉm cười. Và ông lại một lần nữa đẹp trai và sẽ đi khắp mọi nơi để mà dạy cho mọi người về tất cả những gì mà ông đã học được ở thế gian này. Cảm ơn anh đã chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn em rất nhiều. Cái thú vị đang đứng cạnh Jimmy đó là nam ca sĩ Gia Huy. Em chào anh Gia Huy. Được biết là anh đã hát rất là nhiều những ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương.
anh cũng được may mắn anh làm được hai CD nhạc sĩ Lâm Phương với một bài lẻ. Thật sự ra là dòng nhạc Lâm Phương là một cái dòng nhạc mà anh rất là yêu thích. Và thế là anh đã may mắn là làm cùng với chị Bích Duyên, đó là chị ở Washington DC, và chị đã là một người fan rất ái mộ với chú Lâm Phương, và chị muốn anh hát hai cuốn CD về của chú Lâm Phương, và anh đã được may mắn được có hai cuốn của chú Lâm Phương. Thì anh có cảm nghĩ thế nào về dòng nhạc của nhạc sĩ Lâm Phương? Phải nói rằng là nhạc của chú Lâm Phương có một cái gì đó rất là gần gũi. Và theo Giao Huy được biết là hầu như tất cả các ca sĩ chuyên nghiệp cũng như là không chuyên nghiệp hoặc là không phải là ca sĩ, hình như ai ít nhất cũng phải biết một bài hát của chú, mà khắp nơi trên thế giới. Dòng nhạc rất là mộc mạc quê hương và rất là gần gũi. Vì thế thật sự ra vì thế mà Giao Huy luôn luôn thích những hát bài hát của nhạc sĩ Lâm Phương, đủ loại thể nhạc hát. Đủ thể điệu hơn hả? Đủ thể điệu hết. Và rất là yêu thích. Và thứ hai là mỗi lần Giao Huy gặp chú không hiểu một cái gì đó tới là chú chỉ bảo một cách rất là dễ thương. Và thứ hai là chú rất là gần gũi và thân thiện với mình. Vậy là trước khi anh thâu là anh cũng được sự hướng dẫn của chú Lâm Phương khi mà hát những cái bài hát đó phải không? Chú là người gửi mấy cái bài cho mình để cho mình coi đúng cái lời hát, chứ không phải là nghe người khác hát, mà là phải nghe từ cái bản gốc của chú để mà hát. Em cảm ơn anh nhiều đã góp tiếng nói trong ngày hôm nay. Phải nói là quá nhiều, không có nhớ hết, nhưng mà những bài hát mà của Lâm Phương mà trên ban kịch sống Tí Hồng hồi xưa, rồi những bài khi mà chú ra hải ngoại như bài Lầm, bài Say, rồi bài Mất này kia đó, thì chú viết ròng rã mấy chục năm cho tới lúc mà chú bị stroke đó, thì chú mới không có còn sức khỏe để viết nữa thôi. Thành ra là phải nói là nhạc của Lâm Phương là rất là phong phú và đa dạng. Riêng em thì em rất thích cho một cái cuốn CD là những khía cạnh cuộc đời mà anh hát toàn những bài hát có một chữ của nhạc sĩ Lâm Phương đó. Thì lúc đó đó nhạc sĩ Lâm Phương có tập hay là có hướng dẫn gì những cái bài hát đó cho anh không? Cũng nhạc sĩ Lâm Phương thì cũng thật sự chú cũng tin tưởng gửi gắm anh, coi như chú tin tưởng, nên ra mình cũng cố gắng hết mức để diễn tả những bài hát của chú. Và trong những ca khúc mà anh đã hát của nhạc sĩ Lâm Phương, em thích bài Bọt Biển nữa. Bài đó thì hát chung với Như Quỳnh. Có những kỷ niệm nào mà anh đã có với nhạc sĩ Lâm Phương lúc ông mà còn khỏe, còn sống với chúng ta không? Thì Thế Sơn được may mắn là đi show với chú cũng khá nhiều. Những cái chương trình chủ đề Lâm Phương từ các tiểu bang ở Hoa Kỳ cũng như là Canada và Úc Châu. Thì Thế Sơn rất là thương chú ở chỗ là chú yêu khán giả lắm. Mặc dù chú bị bán thân bất toại, đi đứng rất là khó khăn, tại đi xe lăn phải có người em rể là chú Lâm coi như là take care. Nhưng mà chú lúc nào cũng nở một nụ cười. Mặc dù mình thấy ca sĩ mình chỉ hát một bài thôi, mình cũng mệt nữa, không chứ chú mà phải đi một cái chặng đường rất là xa qua Úc, ví dụ Úc là mười mấy tiếng. Rồi đi đứng rất là khó khăn và lên những cái anh nhớ là một cái show ở Perth. Thì ở một cái rạp hát rất là cũ kính lắm. Thì cái sân khấu ọp ẹp lắm, mà cái đường cầu thang lên cái sân khấu rất là nhỏ. Mà chú vẫn khi mà coi như là chú rất là mong muốn để ra chào khán giả, cảm tạ khán giả lúc nào cũng nở nụ cười. Thì đó là những cái kỷ niệm và những cái điều mà Thế Sơn rất là quý chú. Cũng như là có một cái điều này là mặc dù cái tình yêu quê hương của chú rất là lớn, chú hát, chú viết những cái bài về quê hương như là Đường Về Quê Hương và rất là nhiều bài khác. Tình yêu quê hương của chú là coi như là đem theo chú suốt cuộc đời. Nhưng mà chú giữ một cái lập trường rất là vững chắc. Mặc dù chú cố gắng bay về tới tận Singapore để trình diện, nhưng mà dứt khoát không bay vô Việt Nam. Chú không hoàn danh lợi, đó là cái điều rất là nhiều người nể phục chú. Em cảm ơn anh đã góp tiếng nói trong ngày hôm nay. Cái thú vị đang đứng cạnh Jimmy đó là chị Hương Thủy, một người chị văn nghệ mà Jimmy rất là quý. Thưa chị, hôm nay trong tang lễ của nhạc sĩ Lâm Phương thì em được biết là chị cũng đã có dịp đi những cái show nhạc của nhạc sĩ Lâm Phương, thì chị có những kỷ niệm nào với bác? Chào em, chào tất cả quý vị khán giả. Thì kỷ niệm với chú thì có lẽ là Hương Thủy sẽ không có được
nhiều nhiều lắm kỷ niệm với chú, nhưng Hương Thủy chị may mắn một trong những ca sĩ mà coi như thế hệ sau này mà được hát hai bài nhạc của chú trên Paris by Night, giống như là khúc ca ngày mùa nè, được dàn dựng rất là công phu, rồi bài Rừng Xưa, rồi với bài Ngày Hạnh Phúc chơi chung với Tâm Đoan, Ngày Hạnh Phúc là Tâm Đoan nè, Minh Tuyết nè, Ngọc Liên nè, với Hương Thủy. Thì đã trình những cái ca khúc của chú, nhưng mà đặc biệt khán giả mà nhớ chị nhất là cái bài khúc ca ngày mùa mà chung với chị Hạ Phương là Nắng Đẹp Miền Nam đó. Dạ đúng rồi. Thì khi mà gặp thì chú rất là khen ngợi, tại vì chú là người rất là hiền lành, cho nên là chú lúc nào cũng coi như là nung đúc tinh thần. Rồi mỗi lần chị nói chú ơi, con xin hát những cái bài hát của chú vậy đó, thì chú đều không bao giờ chú chịu nhận cái tiền mà bản quyền hết trơn. Nói thôi con hát đi, chú đâu có cần đâu bây giờ hả. Tụi cháu mà còn hát nhạc của chú là chú rất là vui rồi, chú rất là hiền lành. Mà có một lần đó là kỷ niệm chị được đi chung một cái live show của chú là chuyên về là nhạc Lam Phương tại Úc Châu. Trong 10 ngày đó thì chú nói chuyện rất nhiều và chú luôn luôn khen ngợi chị, đặc biệt là cái bài Đèn Khuya đó. Chị được chú giao cho hát trong cái chương trình của chú. Thì ngày hôm nay chị rất là xúc động. Chị cũng không biết nói gì hơn, chị tới đây từ sáng giờ chung với mọi người để thật là thành tâm để tiễn biệt chú, một người rất là tài hoa, và trong lòng của chị và mọi người sẽ luôn luôn nhớ chú mãi. Và cảm ơn chú cũng như là những tác phẩm của chú đã đưa cái tên của chị mà mọi người biết tới, là giống như đi show nào cũng hát khúc ca ngày mùa, khúc ca ngày mùa. Cho nên là chị mang ơn chú, cảm ơn chú và cảm ơn em cũng như quý vị khán giả đã lắng nghe. Em cảm ơn chị đã góp tiếng nói trong ngày hôm nay. Sẵn đây nếu mà quý vị khán giả nào đang xem á, thì chúng ta nên nếu mà thương mến chú, mình thành tâm cầu nguyện, đó là một cái điều ý nghĩa tốt nhất cái ngày hôm nay. Xin chào quý vị và chúc một năm mới thật là mạnh khỏe, an vui và được nhiều điều tốt đẹp nhất trong năm 2021. Em cảm ơn chị, em chúc chị cũng được nhiều sức khỏe. Cái thú vị đang đứng cạnh Jimmy đó là ca sĩ trẻ Aini. Chào em. Hello, chào anh Jimmy. Hôm nay em đến dự tang lễ của nhạc sĩ Lam Phương, thì là một ca sĩ trẻ, thì em có cảm nghĩ gì về dòng nhạc của bác? Em có hát bài nào của bác không? Em chưa có được gặp bác ở ngoài đời, thì bữa nay rất là buồn khi gặp bác ở trong cái tang lễ như ngày hôm nay. Em rất là thích nhạc của bác Lam Phương, và bài mà em thích nhất là bài Chiều Tây Đô. Thì hôm nay một chút nữa đây cũng hát Chiều Tây Đô để tặng cho bác. Vậy là em cũng đã yêu dòng nhạc Lam Phương thừa bé rồi. Từ khi biết hát nhạc Việt Nam nhiều thì bắt đầu là thích nhạc của bác Lam Phương. Cho một chút xíu là em đến từ quốc gia nào? Em đến Aini đến từ Hòa Lan. Mà quý vị thấy là em còn nhỏ mà nói tiếng Việt rất là giỏi, mà hát tiếng Việt cũng giỏi không kém. Một lát nữa thì quý vị sẽ nghe Aini hát bài Chiều Tây Đô. Cảm ơn em đã góp tiếng nói trong ngày hôm nay. Cảm ơn Jimmy. Kính thưa quý vị, đang đứng cạnh Jimmy đó là nam ca sĩ Hoàng Hiệp, là một trong những ca sĩ đã gắn bó với nhạc sĩ Lam Phương trong những năm gần đây và cũng đã tổ chức nhiều những cái chương trình nhạc Lam Phương. Thì thưa anh có những cái kỷ niệm nào mà hôm nay anh muốn chia sẻ khi nhớ về nhạc sĩ Lam Phương? Cảm ơn Jimmy. Nói về những kỷ niệm mà đối với nhạc sĩ Lam Phương thì Hoàng Hiệp có, tại vì có quá nhiều kỷ niệm mà mình không biết là mình nhắc đến kỷ niệm nào. Nhưng mà thực sự rằng là trong quãng thời gian hơn 2 năm mà gần như là mỗi tuần 3 buổi sáng thì Hoàng Hiệp được qua nhà bác Lam Phương, chơi nhạc với bác Lam Phương, rồi ăn trưa với bác Lam Phương. Một cái quãng thời gian gắn bó và có một cái sợi dây nối kết giữa hai nghệ sĩ, Hoàng Hiệp cảm giác đó là như là một người thân của mình ở trong gia đình ấy. Đó là một trong những cái hành trang mà lớn dành cho Hoàng Hiệp mà trong cái quãng đời làm nghệ thuật của mình. Đối với một người nhạc sĩ, một người nghệ sĩ đáng kính, đó là nhạc sĩ Lam Phương, mà bác vẫn dành thời gian và tình cảm và cái sự chân thành đối với một
nghệ sĩ trẻ như Hoàng Hiệp, đó là một cái điều mà Hoàng Hiệp cảm thấy mình may mắn và rất là trân trọng khi nhận được những tình cảm của bác cùng với gia đình bác dành cho không chỉ Hoàng Hiệp mà cho cả gia đình Hoàng Hiệp nữa. Ngày hôm nay thì đến để nói lời tiễn biệt với bác Lâm Phương, như tất cả các anh chị em nghệ sĩ khác, chúng con xin chân thành cảm ơn bác đã cho chúng con có thật nhiều bài hát hay, cho chúng con thêm nhiều những cái bài học về tình người, tình nghệ sĩ, đặc biệt là sự chân thành và luôn luôn nở một nụ cười rất là hiền hậu. Nụ cười của bác rất là tươi. Trong bất kỳ mọi nghịch cảnh nào, bác vẫn luôn luôn nở một nụ cười. Đó là cái hành trang lớn đối với Hoàng Hiệp. Và Hoàng Hiệp cũng nghĩ rằng đó là một cái hành trang lớn đối với những người nghệ sĩ chân chính. Em cảm ơn anh đã góp tiếng nói trong ngày hôm nay. Cái thú vị đứng cạnh Jimmy đó là nhạc sĩ Việt Khang. Nhạc sĩ Việt Khang thì được biết là có một thời gian anh cũng có đến thăm nhạc sĩ Lâm Phương những năm gần đây. Thì xin anh chia sẻ những kỷ niệm của anh khi gặp bác và có cảm nghĩ thế nào về bác. Việt Khang trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào Jimmy. Kính thưa quý vị, khi mà Việt Khang qua bên Hoa Kỳ này á, thì khoảng chừng vài tháng sau thì mọi chuyện bắt đầu là ổn định dần dần rồi á, thì anh Trúc Hồ anh có nói với lại Việt Khang là như là bác Lâm Phương đang ở trong bệnh viện, anh em mình hôm nào đi thăm. Thì anh Hồ, anh Trúc Hồ anh có đưa Việt Khang đến cái bệnh viện của bác Lâm Phương đang nằm. Thì khoảng 2-3 lần gì đó Việt Khang có đến. Có lần cuối cùng là Việt Khang đến là cũng đi với anh Trúc Hồ. Thì được bệnh viện cho hay là bác đã đi về nhà. Đó, thì Việt Khang còn nhớ là cái kỷ niệm mà Việt Khang cùng với lại anh Trúc Hồ, với lại một vài ca sĩ của SBCN Voice đến để mà an ủi bác, rồi hát cho bác nghe. Việt Khang dự tính trong đầu là sẽ hát cái bài Thành Phố Buồn, nhưng mà ca sĩ Việt Hoàng, Việt Hoàng là cũng quán quân của SBCN Voice, hát trước, cho nên là hát cái bài Thành Phố Buồn. Việt Khang mới hát cái bài Chiều Tại Đô cho bác nghe. Thì ở đó đó, bác nằm trên cái giường bệnh, thì Việt Khang cầm cái điện thoại, Việt Khang mở karaoke cái bài Chiều Tại Đô, hát cái đoạn cuối. Việt Khang hát xong rồi thì Việt Khang tắt cái karaoke đó để lặp lại cái câu mà Việt Khang tự sửa lại để cho bác vui. Là Việt Khang hát là tàu đưa Phương đi, tàu sẽ đón Phương hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại yêu thương. Bác nghe cái câu hát đó bác vui lắm. Bác vui vì giống như là mình đã chạm vào trong cái nỗi niềm của bác. Tàu đưa Phương đi, tàu sẽ đón Phương hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại yêu thương. Thì ngày hôm nay Việt Khang đi lễ tang của bác Lâm Phương, thì trên đường đi Việt Khang cũng có nói thầm ở trong lòng là con cảm ơn Thượng Đế đã ban bác Lâm Phương cho cuộc đời này, để bác đã cống hiến cho đời, cho đất nước Việt Nam những cái nhạc phẩm phải nói là để đời, và góp công vào trong cái việc phát triển cái văn hóa văn nghệ của Việt Nam của mình cho ngày hôm nay. Là như quý vị biết là các nhạc phẩm của bác Lâm Phương là hầu như là các ca sĩ, ai đã từng là ca sĩ thì hầu như là đã từng hát cái nhạc của bác Lâm Phương cả. Cho nên là một lần nữa phải nói là như là tạ ơn Thượng Đế đã ban cho đời một bác Lâm Phương. Và con cầu chúc sao bác ra đi bình an ở chốn Vĩnh Hằng. Em cảm ơn anh thật nhiều đã có tiếng nói trong ngày hôm nay. Cái thú vị đang đứng cạnh Jimmy đó là nữ ca sĩ Băng Tâm và nam ca sĩ Leon Vũ. Thì hôm nay anh Leon đến buổi tang lễ của nhạc sĩ Lâm Phương, thì anh có cảm tưởng như thế nào?
Thật ra thì Leon thì có rất là ít kỷ niệm với chú Lâm Phương bởi vì Leon cũng mới vào nghề. Nhưng mà trước khi mà Leon bắt đầu đi hát thì Leon cũng đã có một cái sự gắn bó với chị Hương Lan. Thì Leon nhớ hồi lúc mà Leon còn ở bên Hawaii, mỗi lần mà qua bên Cali chơi thì chú có viết, mỗi lần mà chú viết nhạc mới hay là chú muốn có chị Hương Lan hát những bài hát của chú thì chú kêu là chị Hương Lan tới tập, tới nhà chú tập hay là cho người chở tới, chở chú tới nhà chị Hương Lan. Thì lúc đó là Leon có cái cơ hội đó là đi theo để hộ tống chú đến nhà chị Hương Lan hay là tới nhà chị Hương Lan, tới nhà chú để tập. Thì sau này khi đi hát thì những bài hát của chú đã làm cho Leon được một cái gọi là cảm hứng, bởi vì khi mà làm việc với chị về âm nhạc hay là nói chuyện với chị Hương Lan qua những bài hát của chú thì thấy mỗi một cái bài hát của chú đều có một cái gì đó nó gắn bó với quê hương mình, cũng như chiến tranh, tình yêu hay là tình anh em, tình đồng đội, ví dụ. Thì cái đó làm cho Leon rất là cảm kính. Và hôm nay Leon tới đây là tiễn chú một đoạn, cũng như muốn cảm ơn chú đã cho tụi này những bài hát cũng như những một cái kho tàng âm nhạc của Việt Nam mình. Giống như chú nói một cái câu là để mai này ngàn sau còn nhớ, đúng không? Đúng, thì cái đó là một cái gì đó Leon muốn cảm ơn chú và kính viếng chú. Chưa có cái kỷ niệm đúng rồi đối với chú, nhưng mà chị cũng may mắn được thể hiện những bài hát của chú, mà bài chị nhớ nhất là bài Duyên Kiếp. Yeah. Đó, cho nên là chị cũng như chị nghĩ chị cũng giống những ca sĩ khác, cũng như tất cả các khán giả hôm nay cũng rất là buồn bởi vì mất đi một cái người nhạc sĩ phải nói là tài hoa. Đúng. Dạ thì em cảm ơn chị đã góp tiếng nói trong ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Dạ. Dạ cảm ơn. Đến đầu những năm 1950, nhạc sĩ Lam Phương may mắn gặp nhạc sĩ Hoàng Lan, khi đó mới 20 tuổi, và người nhạc sĩ này đã khơi nguồn cảm xúc âm nhạc cho nhạc sĩ Lam Phương, giúp cho ông hình thành những giai điệu đầu tiên trong sáng tác đầu tay của mình mang tên Chiều Thu Ấy, ngay từ năm 1950, khi nhạc sĩ Lam Phương vẫn còn là một cậu bé mới có 13 tuổi. Đó là một ca khúc nói về chuyện tình dang dở, có giai điệu phản phất cái chất của dòng nhạc tiền chiến. Hai năm sau, nhạc sĩ Lam Phương quyết định tự in và phát hành vào năm 1952. Cũng trong thời gian này, ông đã sáng tác ca khúc Kiếp Nghèo, và ca khúc đã đưa tên tuổi của Lam Phương lên một tầm cao mới trong làng nhạc. Nhờ ăn khách và bán rất chạy, ca khúc Kiếp Nghèo thực sự đã giúp tác giả thoát xa cảnh nghèo. Ngoài ra, còn có bài Mùa Thu Yêu Đương với câu hát Đường vào Paris có lắm nụ hồng. Hồng ở đây cũng xuất phát từ tên Hường của cô Cẩm Hường. Cũng trong thời gian này, nhạc sĩ Lâm Phương cũng đã sáng tác những ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp, chẳng hạn như bài Cho Em Quên Tuổi Ngọc được sáng tác theo kích cỡ giọng của nữ dân ca Bạch Yến, hay bài Em Đi Rồi, đặc biệt là bài Một Mình. Đó là năm 1990, khi ông vẫn đang sống hạnh phúc với người vợ thứ hai là cô Cẩm Hường, thì thật kỳ lạ, như là một dự cảm về cuộc đời của mình. Nhạc sĩ Lâm Phương đã viết những câu từ tiên đoán chính xác về số phận cuộc đời ông thời gian sau đó. Năm 1995, nhạc sĩ Lâm Phương lại quay trở lại Hoa Kỳ, và ông cũng trải qua một cuộc tình tại Hoa Kỳ này. Tai họa đã ập đến trong đời của ông khi ông bị tai biến mạch máu não. Người em gái Úc đã phải bỏ công việc kinh doanh nhà hàng ở bên Pháp để sang Hoa Kỳ chăm sóc cho anh trai. Từ đó đến nay, nhạc sĩ Lâm Phương sống tại Hoa Kỳ với sự chăm sóc tận tình của người em gái, người em rể và người cháu. Dòng nhạc của nhạc sĩ Lâm Phương có sức lan tỏa rộng rãi tới khắp mọi tầng lớp trong xã hội, được thuộc nằm lòng và yêu chuộng qua nhiều thế hệ cho đến tận ngày hôm nay. Cuộc đời đầy thăng trầm, biến động của người nhạc sĩ tài hoa nay đã khép lại. Sự ra đi của ông cũng là một mất mát thật to lớn cho nền văn nghệ Việt Nam. Thank you.
Một dòng sông ra khơi như gió buồn theo mây trôi, xác thân chỉ là tạm thôi, muôn kiếp đất lành nghỉ ngơi. Còn gặp nhau hôm nay mới hay thêm được một ngày, hoa lá xanh chỉ một thời, mai úa hoa tàn một đời. Một đời người đâu có bao lâu, từ khi mang tiếng khóc ban đầu là đời chìm trong kiếp bể dâu. Người sao không thương người đến khi chia tay lìa đời, ta mang theo được gì đâu. Đường trần bao gian lao, mưa gió gọi thêm cơn đau, bước chân xa vùng tuổi thơ, cay đắng quên dần mộng mơ. Một hồi chuông lên khơi tiễn đưa linh hồn một người, tiếng khóc trẻ thơ chào đời, nối tiếp khổ đau loài người. Dòng sông ra khơi như gió buồn theo mây trôi, xác thân chỉ là tạm thôi, muôn kiếp đất lành nghỉ ngơi. Còn gặp nhau hôm nay mới hay thêm được một ngày, hoa lá xanh chỉ một thời, mai úa hoa tàn một đời. Một đời người đâu có bao lâu, từ khi mang tiếng khóc ban đầu là đời chìm trong kiếp bể dâu. Người sao không thương người đến khi chia tay lìa đời, ta mang theo được gì đâu. Đường trần bao gian lao, mưa gió gọi thêm cơn đau, bước chân xa vùng tuổi thơ, cay đắng quên dần mộng mơ. Một hồi chuông lên khơi tiễn đưa linh hồn một người, tiếng khóc trẻ thơ chào đời, nối tiếp khổ đau loài người. Trời nhìn xuống cũng xót thương đời hoa, từng ngày buồn lặng lẽ trôi qua. Trời nhìn xuống cũng xót thương đời hoa, từng ngày buồn lặng lẽ.